Chào các bạn, hôm nay mình làm xá xíu. Thịt heo, bả vai. Một muỗng canh mật ong. Ba muỗng canh gia vị làm xá xíu. Bốn muỗng canh nước tương. Thịt heo bả vai rửa bằng nước lạnh. Khoảng 1 kg 45 gram thịt heo bả vai. Ba muỗng canh gia vị làm xá xíu. Bốn muỗng canh nước tương. Một muỗng canh mật ong. Thank you.
để vào ngăn mát tủ lạnh trong 12 tiếng trở lên. Dùng nồi chiên không dầu, air fryer. Hai trăm độ C hoặc 400 độ F, chỉnh thời gian đầu tiên là 10 phút. Sau 10 phút, lật ngược miếng thịt lên. Chỉnh thời gian thêm 10 phút nữa. Bây giờ chá xíu đã hoàn thành, có thể ăn được rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn có một ngày vui. Bye bye!